tới nội dung tiếp theo của chương trình lịch sử địa lý 6, phần lịch sử. Trước khi vào bài học, cô muốn nhắc lại với các em những lưu ý của cô như sau. 1. Các em cần lắng nghe lời cô giảng trong suốt tiết học và có những nội dung các bạn cần phải ghi bài vào trong tập. Và cô lưu ý, khi các bạn ghi tên chương, tên bài, tên tựa đề mục, các bạn phải viết bằng mực đỏ. Ví dụ, chương 1, tựa đề bài 1, tựa đề phần 1, 2 và 3 La Mã. Và trong nội dung giảng bài của cô sẽ có những slide được ký hiệu bằng hình ảnh cậu bé ngồi viết bài. Đây chính là ký hiệu các bạn bắt buộc phải ghi nội dung bài vào tập. Tiếp theo, các bạn cần phải làm bài tập sau mỗi nội dung kiến thức bài học. Hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng đến với tiết 2 của bài 4, xã hội nguyên thủy. Ở tiết trước, cô và các bạn, chúng ta đã tìm hiểu phần 1 La Mã, các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy, và phần 2 La Mã, đời sống vật chất của người nguyên thủy, ai nhỏ, lao động và công cụ lao động. Nhiệm vụ của tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở phần 3, từ hai lượm săn bắt đến trồng trọt, chăn nuôi, và phần La Mã cuối cùng, đó là phần 3 La Mã, đời sống tinh thần của người nguyên thủy. Cô mời các bạn cùng quan sát hình 4.8, tranh vẽ mô phỏng cuộc sống của người nguyên thủy ở Việt Nam. Trả lời cho cô câu hỏi như sau. Em hãy cho biết những nét chính về đời sống của người nguyên thủy ở Việt Nam. Các bạn sẽ tìm hiểu những nét chính về cách thức lao động, về vai trò của lửa trong đời sống lao động. Người nguyên thủy sống lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Họ sẽ di chuyển đến những khu rừng để mà tìm kiếm thức ăn. Trong ảnh thì các bạn chúng ta sẽ nhìn thấy được cảnh sinh hoạt của người phụ nữ và trẻ em trong việc hái lượm các loại quả. Còn người đàn ông thì họ sẽ săn bắt thú rừng. Và qua quá trình hái lượm thì người nguyên thủy họ đã phát hiện được những trái cây, những hạt ngũ cốc mà chúng ta có thể ăn và chúng ta trồng được. Và từ săn bắt thì họ dần phát hiện những con vật có thể thuần dưỡng và chăn nuôi. Vậy các bạn chúng ta có hiểu thuần dưỡng là như thế nào không? Thuần dưỡng có nghĩa là nuôi động vật hoang dã và dạy cho chúng mất hoặc là giảm đi tính hung dữ để cả loài hoặc một số con có thể sống gần người, hoạt động theo ý muốn của người sử dụng chúng như là vào mục đích giải trí hay là mục đích lao động. Thì lúc bấy giờ, con người họ thuần dưỡng những con vật hung dữ trong mục đích đó là lao động. Và những con vật đầu tiên mà con người thuần dưỡng được đó chính là con bò, con chó và con heo. Và có một phát minh rất là tích cực cho con người, đây được xem như là một phát minh vĩ đại của người nguyên thủy đối các bạn. Đó là phát minh gì? Đó chính là việc tạo ra lửa. Việc tạo ra lửa được phát hiện một cách rất tình cờ. Các bạn chúng ta cùng quan sát tấm hình bên trái. Trong quá trình mà con người nguyên thủy họ ghè đẽo công cụ lao động, đó chính là công cụ bằng đá, thì khi hai hòn đá ma sát với nhau, nó sẽ tạo ra những tia lửa. Và lúc bấy giờ thì người nguyên thủy họ rất là sợ, bởi vì họ chưa lý giải được tại sao khi ma sát hai hòn đá lại với nhau có thể tạo ra những cái tia lửa sáng và nóng như thế. Và sau một thời gian mà họ khám phá, họ nghiên cứu, thì người nguyên thủy họ đã biết sử dụng lửa vào cho những mục đích như sau. Thứ nhất, đó chính là lửa được dùng để nấu chín thức ăn. Đây chính là một tác dụng quan trọng nhất của lửa. Bởi vì khi mà nấu chín thức ăn thì dinh dưỡng sẽ nhiều hơn, và lúc bấy giờ
thì người nguyên thủy họ sẽ quen với việc đó là ăn chín uống sôi, và cấu tạo cơ thể của con người của chúng ta dần dần được tiến hóa hơn nhiều, đó chính là cơ thể phát triển nè, rồi trí thông minh cũng tăng lên. Các bạn chúng ta còn nhớ não bộ của người tối cổ lúc bây giờ là bao nhiêu hay không? Lúc bây giờ thể tích não của người tối cổ chỉ là 850 đến 1100 cm khối mà thôi. Nhưng sau khi phát hiện ra lửa thì người nguyên thủy họ ăn uống dinh dưỡng hơn và họ ăn uống sạch hơn. Chính vì vậy thì họ hấp thu chất dinh dưỡng vào, thể tích não của họ dần dần được cải thiện hơn, phát triển hơn. Thể tích não của người tinh khôn bây giờ đã lên đến con số là 1450 cm khối. Đây chính là một tác dụng rất là quan trọng của lửa ha, nấu chín thức ăn. Tiếp theo, lửa còn được dùng để sưởi ấm. Tác dụng thứ ba của lửa là dùng để xua đuổi thú dữ, và cuối cùng chính là lấy ánh sáng. Mời các bạn cùng quan sát hình 4.9, hình vẽ trên vách hang đá ở sa mạc Sahara cách ngày nay khoảng 10.000 năm. Và qua những chi tiết trong hình 4.9 thì chi tiết nào đã thể hiện con người đã biết thuần dưỡng động vật? Các bạn chúng ta cùng quan sát hình vẽ trên vách hang đá ở Sahara thì các bạn sẽ thấy là hình ảnh con người cưỡi trên lưng thú nè, và nhiều gia súc như là có bò, dê, hình ảnh con người và động vật sống gần nhau. Lúc bấy giờ thì vùng đất Sahara là một cái vùng đất chứng kiến cảnh con người định cư, sinh sống, thuần dưỡng và chăn nuôi động vật từ cách đây 10.000 năm trước. Vậy vào thời điểm đó, Sahara có phải là vùng đất sa mạc như ngày hôm nay không? Các bạn chúng ta được biết Sahara là một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới. Nhưng tại sao cách đây 10.000 năm trước thì lại có sự xuất hiện của ngành chăn nuôi, của việc thuần dưỡng động vật ở đây? Như vậy thì chúng ta có thể thấy Sahara ngày trước là một vùng đất màu mỡ. Tuy nhiên thì do biến đổi khí hậu, chính vì vậy thì vùng đất Sahara tươi tốt ngày nào đã phải biến thành hoang mạc, không còn sự sinh sống của con người và của động vật. Điều này cho ta thấy chúng ta cần phải biết bảo vệ tự nhiên, bảo vệ màu xanh của trái đất. Đây chính là hình ảnh con người đã biết thuần dưỡng và chăn nuôi động vật. Các bạn chúng ta thấy một quang cảnh rất là yên bình đúng không nào? Vậy cô đố các bạn, thì ở Việt Nam chúng ta có tìm thấy những dấu vết của người nguyên thủy hay không? Các nhà khảo cổ học họ đã tìm thấy những dấu vết của người nguyên thủy đã từng sinh sống ở Việt Nam đó các bạn. Lúc bấy giờ thì họ đã tìm thấy những vết gạo cháy hoặc là vỏ thóc, hạt trấu được tìm thấy ở một số nơi trên đất nước ta, như là ở khu vực Quảng Ninh nè, Quỳnh Văn ở Nghệ An và Bầu Cá ở Quảng Bình. Và cô mời các bạn chúng ta cùng nhau ghi bài nhé. Tiếp theo, cô mời các bạn chúng ta cùng tìm hiểu phần Ba La Mã, đời sống tinh thần của người nguyên thủy. Cô mời các con cùng quan sát hai tấm hình dưới đây. Hình ảnh thứ nhất đó là hình ảnh chân dung cô gái được chạm khắc bằng ngà voi có niên đại cách đây 26.000 năm tuổi. Còn hình 4.12 đó chính là hình ảnh chùa hạt quả ốc cách ngày nay khoảng 4.000 năm tuổi.
Qua hai bức hình trên thì các bạn có nhận xét gì về đời sống tinh thần của người nguyên thủy? Lúc bấy giờ thì đời sống tinh thần của người nguyên thủy khá là phong phú. Họ biết làm đẹp cho bản thân và biết cách quan sát về thế giới xung quanh, về đồng loại. Như các bạn chúng ta có thể thấy, đây chính là hình ảnh mà con người quan sát đồng loại để mà khắc được cái tấm hình chân dung cô gái trên ngà voi. Còn những cái hình chuỗi hạt quả ốc được xem như là những trang sức cổ xưa nhất trên thế giới. Lúc bấy giờ thì những người phụ nữ đã biết tô điểm thêm cho cuộc sống của mình bằng cách đó là tạo ra những cái vòng tay hoặc là những chuỗi hạt, những cái khuyên tai bằng vỏ ốc, hoặc là bằng xương động vật, hoặc là bằng ngà voi, hoặc là bằng đá, rất là phong phú. Các bạn cùng quan sát hình 4.11, hình khắc trong hang đồng nội ở tỉnh Hòa Bình, nước Việt Nam. Vậy cô đố các bạn, người nguyên thủy đã khắc hình gì trong hang đồng nội? Các bạn chúng ta tưởng tượng với cô, đó chính là những mặt người đang trong một lễ hội hóa trang đó các con. Các bạn chúng ta thử đoán xem là người nguyên thủy lúc bấy giờ họ đang hóa trang thành hình con gì? Khá là trừu tượng đúng không nào? Lúc bấy giờ thì người nguyên thủy họ đang hóa trang thành những con hươu, con nai. Đây là một trong những nghi thức sinh hoạt tín ngưỡng của con người lúc bấy giờ. Trước khi có những tôn giáo như là Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi thì người nguyên thủy họ có hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, đó chính là tô tem giáo, có nghĩa là thờ vật tổ. Họ sẽ thờ những thứ xung quanh họ, những gì mà họ chưa có thể tự mình lý giải được. Ví dụ như là họ thờ những hiện tượng siêu nhiên như là thần sấm, thần mặt trời, thần mưa. Đây chính là một hình ảnh trong lễ hội hóa trang của người nguyên thủy và cũng là một trong những hình thức sinh hoạt tín ngưỡng của người nguyên thủy nha các con. Đây chính là hình ảnh mộ chung, một cách mai táng của người nguyên thủy thời cổ đại. Lúc bấy giờ thì người nguyên thủy được chôn cất trong những mộ chung được làm bằng gốm. Đây là hình ảnh phía bên tay trái của các con. Bấy giờ thì người chết được mai táng bằng tư thế ngồi bó gối, và một số ngôi mộ cổ được khai quật thì người ta còn thấy người nguyên thủy họ còn chôn với người chết là những đồ gốm hoặc là những công cụ lao động được làm bằng đá. Hoặc đối với người phụ nữ thì người nguyên thủy họ còn chôn cất theo, đó là những đồ trang sức. Qua những ngôi mộ cổ được khai quật thì nhà sử học đã khẳng định lúc bấy giờ người nguyên thủy họ đã có khái niệm về thế giới bên kia, có nghĩa là khi mà người chết mất đi thì họ sẽ qua một thế giới bên kia, thì người chết sẽ vẫn lao động sinh hoạt như thế giới bên này. Chính vì vậy thì họ sẽ chôn theo người chết bằng những công cụ lao động. Đây chính là những ý chính trong phần Ba La Mã, đời sống tinh thần của người nguyên thủy. Các bạn chúng ta cùng viết bài. Nếu như mà các bạn chúng ta chép bài không kịp thì các bạn có thể là bấm tạm dừng để mà các con viết bài vào trong tập cho nó đầy đủ nhé. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần vận dụng. Các bạn hãy vận dụng kiến thức trong bài học, sắp xếp các bức vẽ minh họa đời sống lao động của người nguyên thủy bên dưới theo hai chủ đề:
Chủ đề thứ nhất đó là cách thức lao động của người tối cổ, và chủ đề hai là cách thức lao động của người tinh khôn. Các bạn chúng ta sẽ thấy là cô có tất cả là 6 bức hình miêu tả về đời sống lao động. Vậy thì theo các bạn, đâu là cách thức lao động của người tối cổ và đâu là cách thức lao động của người tinh khôn? Các bạn chúng ta nhớ là người tối cổ họ chưa có được sự thông minh bằng người tinh khôn, và đây chính là cái thời gian đầu của con người, nên người tối cổ họ chỉ biết làm những công việc giản đơn như là hái lượm, săn bắt thú dữ. Còn đối với người tinh khôn thì người tinh khôn họ đã có những cái bước phát triển tiến bộ hơn so với người tối cổ. Chính vì vậy thì người tinh khôn họ đã biết cách thuần dưỡng và chăn nuôi động vật. Thứ hai là họ đã biết trồng trọt những loại cây hoa màu, những loại ngũ cốc. Vậy thì trong những cái tấm hình trên thì tấm hình nào thể hiện hoạt động hái lượm và săn bắt của người tối cổ, và hình ảnh nào thể hiện cách thức đó là trồng trọt và chăn nuôi của người tinh khôn? Đây chính là chủ đề 1, cách thức lao động của người tối cổ, được thể hiện qua tranh 1, tranh 4 và tranh 5. Hình ảnh hái lượm và săn bắt của người tối cổ. Và đối với người tinh khôn thì đó là tranh 2, tranh 3 và tranh 6. Có bạn nào làm đúng hoàn toàn với cô không nào? Đây là phần hướng dẫn ở nhà của các bạn. Đó là các bạn sẽ chép bài vào trong tập. Thứ hai đó là sẽ chép lại bài tập vận dụng mà cô mới vừa giải thích cho các bạn vào tập. Và tuần năm các bạn sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên. Các bạn sẽ tiến hành ôn tập bài 1, bài 2 và bài 3. Cô chào các con nhé.